Bạn đã bao giờ bị ốm nặng hay những chấn thương nghiêm trọng chưa? Hẳn là không ít người đã phải trải qua những tình huống nguy cấp như thế này. Đó là chưa kể đến những ai cao tuổi thì bệnh tật, ốm đau triền miên. Chúng ta ai rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy rất bất lực về sức khỏe của mình và cần người chăm sóc, giúp đỡ. Đó là lý do vì sao nghề y lại danh giá như vậy. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng ai cũng cao quý nhé. Vì thật sự đã có rất nhiều trường hợp những người y tá đã lợi dụng niềm tin đó để sát hại những nạn nhân của mình. Dùng giận hơn, những vụ án này rất dã man và đã xuất hiện trên khắp thế giới. Vào tháng 9 năm 1982, người dân tại bang Texas đã có một phen rúng động khi nghe được tin rằng một phòng khám của bang đã đuổi việc một nữ y tá và liền gọi cảnh sát đến để bắt bà vì nghi ngờ rằng bà đã đầu độc các bệnh nhi của phòng khám. Thực chất, đằng sau câu chuyện là một sự thật quái lạ hơn mà mọi người có thể tưởng tượng. Người phụ nữ bị bắt tên là Janine Jones, sinh vào năm 1950. Cô bị cha mẹ ruột bỏ rơi, được người khác nhận nuôi. Tuy nhiên, cuộc sống của Janine cũng không khá lên mấy vì ngay cả trong gia đình, cùng với những người anh chị em được nhận giống như mình, cô chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương thật sự. Và chỉ có người em trai tên là Travis là bạn. Tuy nhiên, lên 16 tuổi thì Travis lại qua đời vì một tai nạn đáng tiếc, khiến Janine cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Có lẽ đây chính là lúc suy nghĩ của Janine trở nên lệch lạc, không những đối với việc nuôi dạy con, mà ngay cả về sự mong manh của mọi người. Khi trưởng thành, Janine quyết định học để trở thành y tá. Cô chóng tìm được việc tại một bệnh viện lớn ở thành phố San Antonio. Ở đây, Janine lại trở thành một người y tá dị biệt, bị nhiều người đồng nghiệp nghi ngờ và né tránh. Một phần là vì tính cách đáng ghét của cô, nhưng phần lớn là do trong suốt những năm làm việc ở đây, số em bé sơ sinh qua đời tăng lên một cách đáng báo động. Hơn nữa, hành tung của Janine cũng đáng ngờ không kém. Những đứa trẻ mà Janine được phân công chăm sóc thường trở bệnh rất nặng và cô đã phải nhiều lần cứu chúng bằng cách hô hấp nhân tạo. Cũng có trường hợp một đứa trẻ bị giật kinh phong tận 3 ngày, nhưng khi chuyển người chăm sóc thì bệnh tình bỗng đỡ hơn hẳn. Có nhiều nhân chứng sau này đã kể lại rằng những đứa trẻ nào không may mắn qua đời sẽ được Janine hát cho một bài ru trong khi cô đưa chúng đi vào nhà xác bệnh viện, để trở thành cái lệ của Janine. Và đã có lần cô giật thi thể của đứa trẻ khỏi tay của người thân để có thể tự mình đưa đến nhà xác. Dùng giận nhất chính là câu bông đùa mà Janine hay nói với đồng nghiệp: người ta rồi sẽ nghĩ tôi như tử thần mất. Tất nhiên, tất cả những việc này đều được mọi người trong bệnh viện ghi nhận, và ai cũng đã thông báo việc này cho y tá trưởng. Nhưng người đàn ông này lại nói rằng những ai nghi ngờ Janine đều do ghen ghét cả. Thực chất, bệnh viện đang rất sợ bị kiện bởi những cái chết bí ẩn này. Họ làm vậy để không gây ra scandal nào để có thể làm bằng chứng trong tòa được. Sau một thời gian, bệnh viện cho thôi việc hết tất cả các y tá cũ để thay thế bằng một đội ngũ mới, có kinh nghiệm hơn. Do vậy mà không ai có thể điều tra rõ hơn về những cái chết. Còn Janine thì tìm được việc tại một phòng khám ở thành phố khác. Tại công việc mới, mọi thứ cũng bất thường như xưa. Những đứa trẻ được Janine trông nom cũng bị giật kinh phong, số khác thì bị ngưng thở đột ngột. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau khi Janine nhận việc, đã có 6 đứa trẻ bất chợt qua đời. Thấy vụ việc nghiêm trọng, người đứng đầu phòng khám mới quyết định đi tìm lời giải đáp. Nhờ vậy mà ông phát hiện ra rằng Janine đã trộm những lọ thuốc giãn cơ trong kho thuốc, rồi tiêm vào những đứa trẻ tội nghiệp. Đây là loại thuốc giãn cơ rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến hầu như tất cả các loại cơ, bao gồm những cơ liên quan đến hô hấp. Kết quả là những ai bị tiêm thuốc sẽ không thể thở được. Đối với trẻ nhỏ thì việc này thường dẫn đến suy tim. Janine liền bị sa thải và bị cảnh sát bắt giữ ngay. Tại phiên tòa năm 1984, Janine bị cáo buộc rằng đã sát hại 6 đứa trẻ khi làm việc tại phòng khám. Như vậy, ả phải ngồi tù tận 99 năm. Tuy nhiên, công lý chưa thực sự được thực thi, vì bệnh viện tại San Antonio đã tiêu hủy tất cả các hồ sơ liên quan đến Janine do sợ bị kiện. Vì thế, không ai biết chính xác Janine đã lấy biết bao nhiêu mạng đứa trẻ khi còn là y tá. Nhưng một số nhà chuyên môn cho rằng con số có thể lên đến 60. Sau này, khi nghiên cứu Janine trong quá trình thụ án, một số học giả cho rằng hành vi dã man này là hệ quả của hội chứng rối loạn nhân cách. Lúc nào Janine cũng muốn được là tâm điểm của sự chú ý. Bằng việc sát hại những đứa trẻ, Janine đã có thể bắt đầu diễn trò khóc thương những đứa trẻ xấu số, giúp đỡ chúng bằng cách ở cùng chúng cho đến khi giao cho nhà xác. Ngoài ra, nếu Janine có thể cứu những đứa trẻ nào sống sót được cơn đầu độc, thì lại mang danh tiếng là một nữ y tá giỏi, càng được mọi người quan tâm hơn. Có thể nói, Janine lúc nào cũng nghĩ mình là vị cứu tinh của những đứa trẻ, mà không thực sự ý thức được đã làm hại biết bao nhiêu sinh mạng non nớt. Về sau, dư luận đặt cho ả biệt danh thiên thần chết chóc. Tại nước Anh cũng có một vụ án liên quan đến một thiên thần chết chóc tương tự Janine Jones vào năm 2003. Lần này, thủ phạm là một người nam tên là Benjamin Green tại Oxfordshire. Từ bên ngoài, khó ai có thể nghĩ được rằng Benjamin chính là một kẻ sát nhân man dợ. Anh là một người rất hướng ngoại, hòa đồng với hầu hết tất cả mọi người,
và còn tham gia nhiều hoạt động dã ngoại và tình nguyện để có được nhiều trải nghiệm hứng thú. Ngoài ra, Benjamin còn tham gia vào lực lượng dự bị cho quân đội, với mong muốn sẽ được tham gia vào những tình huống nguy hiểm để chứng tỏ bản thân. Tính năng nổ và liều mình này khiến ai gặp Benjamin cũng phải ngạc nhiên. Khi trở thành y tá, bản tính này không mất đi mà còn trở nên rõ rệt hơn. Sự nhiệt huyết trong công việc đã khiến anh trở nên nổi danh trong ngành. Mọi thứ nghe tưởng chừng như khác hẳn với Janine Jones phải không? Tuy nhiên, theo thời gian, Benjamin lại càng bộc lộ rõ con quỷ bên trong mình. Tuy rất tận tụy trong công việc, anh lại trở nên quá hứng thú đối với việc cứu người. Tuy chỉ được phân công làm việc tại các bộ phận liên quan đến chấn thương nhẹ, nhưng Benjamin lúc nào cũng xông pha đi vào những khoa cấp cứu để phụ giúp, đến mức bỏ qua cả đầu việc của mình. Do vậy, việc anh xuất hiện không đúng nơi, đúng lúc đã gây phiền toái cho rất nhiều đồng nghiệp. Bệnh viện đã nhắc nhở Benjamin nhiều lần, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng lén sang phòng cấp cứu. Trước đó, khi chỉ là tập sự, anh cũng đã bị cảnh cáo vì đã mặc y phục của những y tá trước khi được cho phép. Mọi người ai cũng nghĩ rằng Benjamin Green chỉ là một chàng trai trẻ bồng bột, lấy sự năng nổ để bù đắp cho những lỗ hổng kinh nghiệm. Nhưng hẳn không ai ngờ được rằng Benjamin thật ra không muốn giúp đỡ người khác. Anh chỉ muốn dấn thân vào những tình huống hiểm nghèo, đầy đau thương và chết chóc để có thể thỏa mãn được máu anh hùng của mình. Và đối với Benjamin, không nơi nào khác có nhiều cơ hội như vậy hơn phòng cấp cứu. Và từ cuối năm 2003 đến đầu năm 2004, phòng cấp cứu bỗng có rất nhiều ca khó thở. Việc này còn dẫn đến tim của một số người không thể đập được, phải chờ sự can thiệp của đội ngũ bệnh viện. Đa số những người này may mắn giữ được mạng, nhưng có hai ông cụ đã có tuổi không qua khỏi. Hai cái chết kỳ lạ này đã khiến cả bệnh viện hoang mang. Vào đầu tháng 2 năm 2004, đội ngũ khoa cấp cứu đã họp khẩn để điều tra vụ việc. Việc đầu tiên họ nhận thấy rằng là tuy đây đúng là phòng cấp cứu, tình hình sức khỏe có thể biến chuyển không tưởng, nhưng những trường hợp bị ngưng thở hoặc suy tim như đã gặp thì rất khó hiểu, vì họ là những người không bị vấn đề có gì liên quan đến đường hô hấp hay hệ tuần hoàn. Người thì bị chật khớp vai, người thì bị gãy xương đùi. Có người chỉ mới khoảng 20 tuổi lại bị ngưng thở chẳng khác gì người già. Dường như có điểm gì đó ổn khúc ở đây. Và rồi khoa cấp cứu đã nhận ra vấn đề then chốt. Những người này đều bị tắt thở lúc Green đang ở cùng với họ. Từ đó, toàn bộ nhân viên của khoa bèn bí mật gọi cảnh sát để bắt giữ Benjamin Green. Sáng thứ hai tuần sau đó, Benjamin vẫn đến làm việc, vẫn mặc đồng phục y tá như mọi ngày. Nhưng anh bỗng bị chặn lại bởi các viên cảnh sát. Lúc họ lục soát người gã thì thấy có một kim tiêm đã đầy. Benjamin hoảng loạn rằng lấy kim tiêm và bơm hết chất lỏng ra ngoài. Sau đó, gã khai rằng đã vô tình đem nhầm kim tiêm về sau giờ làm việc và định vệ sinh rồi trả lại cho bệnh viện. Nhưng tất nhiên, cảnh sát không thể nào tin lời ngụy biện như vậy được. Họ tạm giam Benjamin và cho lục soát khắp chỗ ở của tay y tá. Lúc này, họ mới tìm thấy được rất nhiều thuốc của bệnh viện nơi Benjamin đang làm việc. Đây là những thuốc chỉ định riêng dành cho những ca phẫu thuật. Và nếu sử dụng chúng một cách tùy tiện thì có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe, trong đó có triệu chứng ngưng thở đột ngột. Với nhiều bằng chứng như vậy, chính quyền không gặp khó khăn để kết tội Benjamin Green. Với hành vi sát hại hai người cùng đe dọa tính mạng của 15 người khác, Benjamin chịu án chung thân. Khi bị tra hỏi, tay y tá này khai rằng mình đầu độc những nạn nhân để có thể ra tay cứu chữa họ trước mắt đồng nghiệp, qua đó chứng minh rằng mình có năng lực đến thế nào. Nói cách khác, Benjamin đã đặt thành tích cá nhân lên trên cả tính mạng con người. Và đó chính là câu chuyện của những người y tá sát nhân. Nghe qua những vụ án này, liệu bạn còn cảm thấy an tâm mỗi lần đến bệnh viện nữa không? Hãy comment suy nghĩ của bạn bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh